Sau đây là bài Vu Lan Nhớ Mẹ của tác giả Phùng Trung Chính, qua giọng ngâm của Thanh Hương. Xin mời các thi hữu cùng anh chị em lắng nghe. Mới đây mà đã một năm, cũng là lần cuối con thăm xa xôi, cũng từ tháng đó mồ côi thật buồn, đau lòng mắt ướt lệ tuôn, trời đen trời, má sao không nói một lời, mười năm xa cách con ngồi kề bên, má không kêu chính gọi tên, mà sao năm đó nín thinh lạnh lùng. Con là con trưởng họ Phùng, rời xa đất mẹ đi cùng vợ con. Mười năm khi mà chưa trở lại, má buồn phải không? Xứ người vất vả long đong, cũng vì cuộc sống làm chồng làm cha. Không ngày trở lại quê nhà, nghĩ rằng má sẽ qua đây sống cùng, không ngờ má lại mệnh chung ra đi lặng lẽ mông lung cuối trời. Linh hồn má có thành thơi, bát cơm con cũng gọi mời má ơi. Trên đầu
ăn cùng với bún rất ngon còn thèm. Rau cùng với ớt ăn kèm, bây giờ quỳ mà chống kèn tiện đưa. Con xin dâng bát cơm trưa, ngoài trời giông gió mấy mưa nghẹn ngào, má đành rời bỏ con sao. Từ nay không má trời cao má về, lòng con thấy quá nặng nề, con xin tiễn má về Tây phương. Đọc kinh niệm Phật mở đường, tiễn đưa hồn má khỏi hướng lên trời. Con thì ở lại với đời, lấy mùa báo hiếu nghẹn lời.